Cứ đến mỗi độ hè sang là những khu vườn quê mình, những cây xoài trĩu quả. Và cũng từ đây, nhiều món ăn được gắn kết với những tuổi thơ bình dị quê mình. Và hôm nay, mình mời các bạn ra vườn hái xoài với mình nha. Về làm các món mứt xoài thưởng thức trong những ngày hè, được đắm mình nghe du dương với những tiếng ve, rồi lại thở học trò chốn mẹ đi chơi vào những buổi trưa hè. Tuổi thơ bình dị quê tôi, những quả khế, quả xoài cũng đủ làm nên bao ký ức. Khói lam chiều, mẹ nấu bữa cơm đơn sơ. Về quê, tận hưởng những điều bình dị mà ai trong mỗi chúng ta luôn nhớ về nó. Ủa anh Việt ơi, cái này là cái gì vậy anh Việt? Cái này là rau răng trầu nữa ý. Rồi anh mới quậy lên, anh lắng, anh lấy cái nước trong á. Rồi anh mới cắt xoài. Cái này anh ngâm khoảng 2 tiếng á, cho nó nhả cái chất chua ra, với lại cho nó cứng cái miếng xoài. Khi mà mình trên lên nó thì nó sẽ không bị bể vỡ cái miếng xoài ra. Rồi anh ngâm ở đây 2 tiếng nha. Dạ.